Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Hãng RBC Nga vừa công bố điều tra của cơ quan an ninh Tây Ban Nha về vụ việc phi công Nga Maxim Kuminov 28 tuổi bị bắn tử vong. Kuminov là viên phi công đã trở thành tâm điểm của báo chí vào năm ngoái sau khi đào tàu khỏi Nga và mang theo chiếc trực thăng đánh cắp bay đến Ukraine. Theo CBS News, Kuminov là phi công trực thăng quân sự Nga cho tới khi chấp nhận lời tuyển dụng trực tuyến của các sĩ quan tình báo Ukraine. Anh ta đã đánh cắp một chiếc trực thăng của Nga và điều khiển nó băng qua tiền tuyến từ Nga vào Ukraine. Sau đó, Kuminov đã bàn giao toàn bộ trực thăng, thiết bị quân sự nhạy cảm và thông tin tình báo tuyệt mật của Nga cho quân đội Ukraine. Anh ta nhận được nửa triệu đô la Mỹ và căn cước công dân Ukraine. Trong video phỏng vấn được GUR công bố, Kuminov cho biết đã chủ động liên hệ với giới chức Ukraine và nhận được đảm bảo về an toàn cho bản thân cùng gia đình nếu đồng ý đào tàu và mang theo chiếc Mi-8. Tướng Budanov, lãnh đạo GUR vào thời điểm đó cho biết, có hai binh sĩ Nga khác ở trên chiếc Mi-8 vào thời điểm máy bay hạ cánh. Những người này không biết về kế hoạch đào tàu của Kuminov và đã tìm cách chạy trốn khi nhận ra mình đang ở sân bay đối phương. Bộ lực lượng Ukraine phải nổ súng. Tuy nhiên, truyền thông Nga nói rằng Vết đạn trên thi thể hai binh sĩ cho thấy họ bị Kuminov hạ sát trước khi hạ cánh, để Kuminov có thể bay tới Poltava mà không bị cản trở. Tới tháng 2 năm 2024, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga SVR thông báo, phi công Kuminov được phát hiện bị bắn tử vong ở Tây Ban Nha, chân người có sóng phát đạn sau khi một người dân bất ngờ phát hiện thi thể nằm trên vỉa hè của Maxim Kuminov. Nhân chứng khẳng định, ông không nghe thấy tiếng súng nào cả, chỉ nghe tiếng xe bỏ chạy, từ đó làm dẫn tới nghi ngờ rằng thủ phạm đã sử dụng ống giảm thanh khi bắn. Theo tờ New York Times Mỹ, có hai người đã phục kích phi công người Nga này trong nhiều giờ đồng hồ. Khi Kuminov chạy vào bãi đậu xe và bước xuống, hai đối tượng trên đã nổ súng, Kuminov bị trúng 6 viên đạn và gục xuống. Trong báo cáo điều tra mới nhất, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết thủ phạm ám sát Kuminov đã bỏ chạy khỏi hiện trường và đốt chiếc xe tẩu thoát bằng chất tăng tốc công nghiệp nhằm phá hủy mọi dữ liệu theo dõi GPS trong xe. Những tan tích của chiếc xe này đã được phát hiện ở phía bên kia của một đường hầm. Đáng chú ý, đường hầm này nằm ở nơi biển lập tới mức có thể thủ phạm phải nhờ tới sự chỉ dẫn của người dân địa phương mới biết vị trí này. Một nguồn tin nắm rõ của điều tra của Tây Ban Nha đã cung cấp cho CBS News bức ảnh về những đối tượng được chính quyền Tây Ban Nha xác định là đối tượng tình nghi có mặt tại nước này vào thời điểm Kuminok bị sát hại. Những người này đều là đàn ông, trong đó có một người là cựu sĩ quan KGB, cơ quan tình báo Liên Xô và một người là đại tá cảnh sát. Trong khi đó một tình tiết có thể làm đảo lộn tình huống đã bất ngờ đã xuất hiện khi Kuminov được cho là đã sống lại sau 5 tháng bị sát hại. Khi các bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông giống hệt Kuminov tại một buổi triển lãm hàng không. Tuy nhiên, theo xác minh của CBS News, đó có khả năng là một sĩ quan tình báo Ukraine cải trang tinh vi, với chiếc mặt nạ được làm gần giống hệt khuôn mặt của phi công Nga đã tử vong. Hãng tin Mỹ nhận định Kiev có thể đang tiến hành một chiến dịch thông tin xa lệch, cố gắng đánh bại Nga bằng cách này. CBS News nhận định, mục tiêu của Ukraine có thể nhằm khiến thế giới nghĩ rằng Kuminov vẫn còn sống sau vụ ám sát và đang làm việc cho Ukraine. Đây đồng thời là một tín hiệu gửi tới những người Nga khác rằng họ vẫn sẽ an toàn nếu đào tàu. Các nguồn tin từ Cơ quan An ninh Tây Ban Nha cho biết, Kuminov thực sự đã tử vong và đang được chôn cất tại một ngôi mộ không có bia mộ ở miền nam Tây Ban Nha. Hãng tin RBC cho biết Moscow hiện chưa đưa ra bình luận nào về thông tin do CBS News đưa ra. Cơ quan quân sự thủ đô Kiev của Ukraine cho biết lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện cuộc tấn công hiệp đồng bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV vào Kiev, đánh dấu cuộc tập kích đầu tiên theo kiểu này sau 73 ngày. Theo đó, chính quyền thủ đô Kiev của Ukraine đã thông báo khẩn cấp đến người dân, cảnh báo không kích đã được phát, hệ thống phòng không đang hoạt động tại thủ đô hãy ở trong hầm trú ẩn cho đến khi cảnh báo kết thúc. Quân đội Ukraine cho biết thêm, nhiều tên lửa phóng từ máy bay ném bom chiến lược cũng như tên lửa đạn đạo đã tấn công Kiev. Cho đến nay vẫn chưa rõ quy mô của tấn công và chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại. Theo hãng tin Ukrinform, không quân Ukraine phát cảnh báo không kích sau khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95MS phóng một số tên lửa hành trình. Do nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công bằng tên lửa để có thể bị cắt khẩn cấp ở Kiev để phòng ngừa. Vào lúc 7 giờ 20 sáng ngày 13 tháng 11, tiếng nổ vang lên khắp thành phố, cảnh báo không kích cũng được phát trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine đồng thời thông báo Nga đã khai hỏa tổng cộng 96 vũ khí các loại nhằm vào lãnh thổ nước này, gồm hai tên lửa phòng không S-300 hoán cải, hai tên lửa hành trình KH-101 phóng từ oanh tạc cơ chiến lược, hai tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander M cùng 90 UAV tự sát kiểu Gorden và Gobera. Cơ quan này cho hay các đơn vị phòng không đã bắn hạ hai tên lửa KH-101, hai tên lửa Iskander-M và 37 UAV tại khu vực Kiev cùng 7 tỉnh khác. 47 phi cơ bay lạc và mất dấu, hai máy bay di chuyển về lãnh thổ Nga và Belarus, hai chiếc vẫn còn ở trên không. Hình ảnh đăng trên mạng xã hội Ukraine cho thấy cột khói lớn bốc cao trên bầu trời thủ đô Ukraine. Kể từ mùng 1 tháng 9, thủ đô Kiev của Ukraine chỉ có duy nhất một đêm không đối mặt với các cuộc tấn công UAV từ Nga, đó là vào ngày 14 tháng 10, chỉ riêng trong tuần đầu tiên của tháng 11, tiếng còi báo động không kích đã vang lên 43 tiếng. Điều này chỉ là một dấu hiệu cho thấy khả năng Nga đang tiến hành tấn công hết tốc lực, ngay cả khi Ukraine đang đối mặt với tương lai đầy bất định liên quan đến sự hỗ trợ từ Mỹ và châu Âu. Các thành phố Kharkov, Zaporizhia và Odessa cũng đang đối mặt với cuộc tấn công tên lửa và UAV thường xuyên trong những tuần gần đây. Đêm 9 tháng 11, phòng không Ukraine phát hiện số lượng kỷ lục 145 UAV lao tới các cuộc tấn công liên tục dường như đang làm suy giảm tinh thần chiến đấu của các lực lượng Ukraine. Tờ The Economist mới đưa đưa tin, Kiev đã lo ngại về việc cựu Ngoại trưởng Pompeo không tham gia vào chính quyền mới sau chiến thắng bầu cử của ông Trump. Tờ báo trích lời một trong những quan chức Ukraine đưa tin, vị quan chức này đồng thời nói rằng đó là một diễn biến rất tiêu cực. Các quan chức cấp cao của Ukraine đã rất bối rối khi ông Trump tuyên bố rằng sẽ không mời cựu Ngoại trưởng Pompeo, người được coi là có thiện cảm hơn với Ukraine, tham gia chính quyền mới. Tờ báo cũng cho biết mối lo ngại hiện nay là lời đề nghị của ông Trump dành cho Ukraine sẽ giống với những ý tưởng của ông Zidivans, phó tổng thống sắp nhậm chức và về cơ bản sẽ loại trừ tư cách thành viên NATO của Ukraine. Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi tổng thống đắc cử Donald Trump phủ nhận thông tin về ý định đề cử ông Pompeo làm bộ trưởng quốc phòng trong chính quyền tương lai. Ông cho biết trên mạng xã hội Trust Social rằng Tôi sẽ không mời cựu đại sứ Nikki Haley hoặc cựu ngoại trưởng Pompeo tham gia chính quyền Trump đang trong quá trình thiết lập. Hồi tháng 6, trong bài phát biểu tại Viện Quân chủng Thống nhất Hoàng gia ở London, ông Pompeo gọi cuộc xung đột Ukraine là thách thức của châu Âu và do đó là thách thức mà Mỹ cần phải tham gia hết mình. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine là trung tâm đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Tháng 7, ông Pompeo đã đề xuất kế hoạch hòa bình cho Ukraine Cựu Ngoại trưởng Mỹ cũng tuyên bố trong bài xã luận trên tờ Wall Street Journal rằng trong trường hợp ông giành chiến thắng, ông sẽ thiết lập một chương trình cho mượn cho thuê trị giá 50 tỷ đô la Mỹ đối với Kiev, dỡ bỏ mọi hạn chế đối với các loại vũ khí mà nước này có thể sở hữu và sử dụng để đối phó với Nga. Ông Pompeo đã cân nhắc về việc tranh cử vào năm 2024 nhưng chưa từng chính thức ra cạnh tranh với ông Trump. Nhiều nguồn tin thân cận với ông Trump cho rằng ông Pompeo đã làm rất tốt vai trò là ngoại trưởng trong những kỳ đầu tiên của ông Trump. Tuy nhiên, mối quan hệ của ông Trump và ông Pompeo đã xấu đi trong những năm sau nhiệm kỳ. Ông Pompeo dường như đã chỉ trích ông Trump trong một bài phát biểu vào năm ngoái khi ông kêu gọi cử tri Đảng Cộng Hòa tránh xa những nhà lãnh đạo nổi tiếng có cái tôi mong manh. Trong những ngày gần đây, khi đang thành lập chính quyền mới, ông Trump đã đặt câu hỏi về lòng trung thành của ông Pompeo, cũng như liệu ông có đáng tin cậy để thực hiện chương trình nghị sự của mình hay không. Trang RT vừa đăng tải bài viết của Fyodor Lukianov tổng biên tập tạp chí Russia in Global Affairs, tức nước Nga trong các vấn đề toàn cầu, chủ tịch đoàn chủ tịch Hội đồng chính sách đối ngoại và quốc phòng và giám đốc nghiên cứu của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Van Dijk. Theo tác giả Lukianov, khi tranh cử, tổng thống đắc cử Mỹ đã cam kết chấm dứt xung đột ở Ukraina trong vòng 24 giờ. Nghe có vẻ không thực tế, nhưng nó phản ánh mong muốn của ông. Rõ ràng tuyên bố đó là có ý thức và không nên bác bỏ ngay lập tức. Cách tiếp cận của ông Donald Trump đối với Ukraina sẽ khác với cách tiếp cận của chính quyền tổng thống mãn nhiệm Biden như thế nào và liệu ông có hiểu được sự hòa giải không. Về cách tiếp cận, sự khác biệt là rất lớn. Tổng thống Joe Biden và nhóm của ông đại diện cho một nhóm chính trị gia có quan điểm được định hình sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Sự chính nghĩa về mặt tư tưởng và đạo đức của nước Mỹ và sự vượt trội về sức mạnh không thể nghi ngờ của nước này đã xác định không chỉ khả năng mà là sự cần thiết của việc thống trị thế giới. Trong khi đó, ông Trump ủng hộ sự thay đổi trong định vị nước Mỹ thay vì tìm cách thống trị toàn cầu Ông theo đuổi sự bảo vệ mạnh mẽ các lợi ích cụ thể của Mỹ. Ưu tiên của ông sẽ được dành cho những gì mang lại lợi ích rõ ràng, có thể không phải về lâu dài mà là ngay bây giờ. Bên cạnh đó, niềm tin vào sự ưu tiên của chính sách đối nội hơn đối ngoại, vốn luôn là đặc điểm của những người ủng hộ ông Donald Trump và hiện đã lan rộng khắp Đảng Cộng hòa, sẽ đồng nghĩa với việc lựa chọn các vấn đề quốc tế mang tính chọn lọc. Việc duy trì quyền bá chủ về mặt đạo đức và chính trị của Mỹ không phải là mục đích tự thân mà là một công cụ. Trong một hệ thống ưu tiên như vậy, Ukraine sẽ mất đi vận mệnh mà họ có trong mắt những người ủng hộ trật tự tự do như thời chính quyền Biden. Ukraine sẽ trở thành quân cờ trong một ván cờ lớn hơn. Một điểm khác biệt nữa của Tổng thống đắc cử Mỹ là ngay cả những người chỉ trích ông cũng thừa nhận rằng ông không coi xung đột là một công cụ có thể chấp nhận được. Ông sẽ sử dụng sự mặc cả cứng rắn, sự phô trương sức mạnh và áp lực cưỡng ép nhưng không phải là xung đột vũ trang, mang tính hủy diệt vì điều đó đối với ông là vô nghĩa. Nhiệm kỳ trước của ông Donald Trump đã đặt ra hai ví dụ về cách tiếp cận của ông đối với các cuộc xung đột khu vực. Một là hiệp định Abraham, một thỏa thuận tạo điều kiện cho quan hệ chính thức giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập. Thứ hai là các cuộc gặp với chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, bao gồm cả hội nghị thượng đỉnh chính thức tại Hà Nội. Tuy nhiên, theo tác giả Lukianov, chúng ta không thể chỉ đơn giản là áp đặt di sản của giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn sắp tới. Ông Trump đã có được một số kinh nghiệm, môi trường của ông hiện đã khác với nhiều không gian để xoay chuyển hơn trước mặc dù vẫn không đủ cho những nhượng bộ thực sự cần thiết cho một thỏa thuận toàn diện với Moscow. Về phía Nga, việc phải giữ bình tĩnh và từ chối phản ứng với bất kỳ hành động thách thức nào sẽ mang lại lợi ích cho họ. Khách quan mà nói, tình hình đang thay đổi, nhưng giờ đây, mọi người sẽ nói về thực tế là một cơ hội đã mở ra trong một thời gian ngắn và chúng ta không được bỏ lỡ cơ hội này. Trong các cuộc khủng hoảng sâu sắc như cuộc khủng hoảng Ukraine, không có giải pháp đơn giản hay lối tắt dễ dàng nào, hoặc cơ hội này là cánh cổng dẫn đến các mối quan hệ ổn định mới và không thể ép buộc mở ra nhưng sẽ cần một cách tiếp cận thận trọng hoặc đó là cánh cổng dẫn đến một cuộc đấu tranh thậm chí còn tàn khốc hơn